xin chào tất cả các quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Đất Hoàng Cương. Thì ngày hôm nay Châu Nguyên sẽ giới thiệu một mã sản phẩm lò nướng âm tủ đến từ thương hiệu Bosch, đó chính là mã sản phẩm HBS113DR0A. Đây là một mã sản phẩm đến từ thương hiệu Bosch. Quý khách sẽ cảm thấy tuyệt vời khi sở hữu một chiếc lò bếp này trong không gian bếp nhà mình. Và qua video dưới đây thì Thế Giới Bếp Hoàng Cương sẽ tiết lộ lý do hoàn hảo để quý khách mau trên ngay một em về nhà nhé. Sản phẩm lò nướng Bosch HBS113DR0A là dòng sản phẩm âm tủ thuộc Series 2 có nguồn gốc xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nổi bật với mặt kính đen, bo viền kim loại thép không rỉ, thiết bị dán nhãn năng lượng theo mức A theo tiêu chuẩn châu Âu, tiêu thụ khoảng 0,79 đến 0,98 kWh trên một chu trình. Lò nướng Bosch HBS113DR0A có dung tích khoảng 66 lít. Bên trong khoang lò còn được tráng men titan cao cấp giúp quá trình vệ sinh sau nấu thêm dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khoang lò được thiết kế thêm quạt đối lưu giúp lò phân bổ đều nhiệt lượng, như vậy giúp thức ăn chín đều và thơm ngon hơn. Song song với đó là bản điều khiển kết hợp với bếp quạt cùng với rãnh nhiệt từ 50 đến 250 độ C, hỗ trợ đáp ứng mọi nhu cầu từ rã đông, làm ấm đến nấu các thức ăn phức tạp. Tay nắm cửa được làm từ chất liệu nhôm xước, mang lại tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm. Cửa lò với chức năng giảm chấn soft close giúp cho việc đóng mở cửa lò nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Thiết kế cửa mở xuống dễ dàng tháo lắp lau chùi. Với kích thước chiều cao 59,5cm, chiều rộng 59,5cm cùng với chiều sâu 54,8cm, chiếc lò đem lại giải pháp tối ưu cho không gian cho những căn bếp có diện tích khiêm tốn, giúp căn bếp trở nên gọn gàng hơn bao giờ hết. Bên trong lò có đèn chiếu sáng halogen giúp bạn quan sát quá trình nướng thức ăn một cách rõ ràng. Ngoài ra còn được trang bị thêm phụ kiện, đó chính là một khay nướng và một vỉ nướng. Vỉ nướng được sử dụng để nướng các món ăn như thịt gà, sườn. Khay nướng có thể sử dụng để nướng bánh hoặc là gà nguyên con. Có 5 vị trí để khay, quý khách có thể điều chỉnh sao cho thích hợp với kích cỡ và số lượng thực phẩm. Quý khách có thể điều chỉnh linh hoạt từ 1 đến 5. Mặt kính được làm từ kính chịu nhiệt cao cấp và chống nhiệt, thoát nhiệt ra bên ngoài. Lò hoạt động với công suất 2950W, nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 40 độ C, ngăn ngừa tai nạn bỏng khi sử dụng. Bên cạnh đó, lò nướng âm tủ Bosch HBS113DR0A còn sở hữu nhiều tính năng tiện ích như cửa kính 3 lớp, hệ thống quạt làm mát và khóa an toàn trẻ em. Qua đó, chúng ta có thể thấy chiếc lò nướng Bosch HBS113DR0A được trang bị những tính năng an toàn, có thể đem đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Lò nướng sử dụng bảng điều khiển kết hợp với màn hình TFT, kết hợp với núm xoay dễ dàng, sử dụng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Núm điều khiển bên trái được thiết lập các chế độ nướng cài đặt sẵn. Núm điều khiển bên phải cho phép chọn mức độ nhiệt tương ứng với món ăn. Đầu tiên, chúng ta cùng điểm qua những chức năng của núm xoay bên trái. Thứ nhất là chức năng gia nhiệt nhanh hay là nóng khoan nhanh. Thứ hai, chức năng gió nóng 3D. Thứ ba, gió nóng nhẹ để nấu từ từ các loại thực phẩm. Thứ tư, chức năng nướng với diện tích nướng phù hợp với những món xúc xích, bít tết. Thứ năm, chức năng nướng không khí lưu thông. Thứ sáu, chức năng nướng với chăm dưới dùng để nướng bánh. Cuối cùng là nút bật đèn hoa tiêu. Đã điều khiển bên phải là nút là nấm xoay cho giải nhiệt từ 50 đến 250 độ C, tùy các món nướng mà quý khách có thể điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp. Lò nướng Bosch HBS113DR0A được trang bị 5 phương pháp gia nhiệt đa dạng để cho bạn lựa chọn, gồm nướng 3D, nướng vùng trên, vùng dưới, nướng nhẹ nhàng, nướng trên vùng rộng, nướng với khí nóng. Khi kết thúc các chương trình, lò sẽ có âm thanh thông báo để người dùng biết. Là phân khúc lò nướng cao cấp dẫn đầu thị trường hiện nay, chiếc lò nướng Bosch HBS113DR0A khiến người tiêu dùng phải gật đầu và hài lòng. Không cần bỏ ra 20-30 triệu đồng để sở hữu một chiếc lò nướng hạng sang, chỉ với hơn 10 triệu đồng, chiếc lò nướng Bosch HBS113DR0A sẽ đem đến cho người dùng những trải nghiệm cao cấp nhất của một thương hiệu dẫn đầu thị trường ngành bếp hiện nay.
Vẫn như cũ, quý khách có 3 phương thức mua hàng tại Thế Giới Bếp Hoàng Cương. Phương thức thứ nhất, quý khách có thể truy cập website www.bephoangcuong.com. Quý khách có thể comment bên dưới và chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý khách. Phương thức thứ hai, quý khách có thể gọi đến số hotline ba miền. Và phương thức cuối cùng, quý khách có thể ghé trực tiếp cửa hàng để tham khảo sản phẩm và nhận những ưu đãi đặc biệt nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video lần này. Quý khách hãy nhấn theo dõi và bật thông báo cho video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.